chào quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Trung Quốc dự báo năm 2023 có thể trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, trong khi năm 2024 có thể sẽ còn nóng hơn. Thông qua việc phân tích bộ dữ liệu nhiệt độ bề mặt toàn cầu của Trung Quốc, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng năm 2023 đã trải qua nửa đầu năm nóng nhất kể từ khi số liệu được ghi chép. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình trên toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4. Sự kết hợp này khiến cho tháng 5 thành tháng nóng nhất trong lịch sử về nhiệt độ. Nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2023 do các nhân tố gồm El Nino và cháy rừng lan rộng. Các nhà nghiên cứu dự báo năm 2023 đang trên đà trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, trong khi năm 2024 có thể ghi nhận nhiệt độ bề mặt toàn cầu còn cao hơn. Nghiên cứu chỉ ra do quá trình toàn cầu ấm lên tăng tốc, khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai sẽ gia tăng. Vì thế, kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp. Thông tin về thời tiết Quảng Ngãi. Thời tiết tại tỉnh Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái có nắng, trời nhiều mây với nhiệt độ cao nhất là 33-34 độ C. Mưa dông vẫn còn xảy ra vào chiều nay tại các huyện miền núi trong tỉnh. Còn ngày mai, ngày 21 tháng 9, dự báo trời có nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ C, có nơi trên 35 độ. Khi sử dụng các thiết bị làm mát, quý vị hãy nhớ không để thẳng quạt thổi vào người nhằm bảo vệ đường hô hấp, đặc biệt là trẻ em. Giữ nhiệt độ điều hòa ở khoảng từ 26 đến 28 độ, vừa đủ mát lại vừa tiết kiệm điện. Dự báo ngày mai sẽ vẫn còn mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là tại các huyện miền núi. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Quý vị sinh sống tại những khu vực này cần chú ý theo dõi. Khi trời nổi dông, nếu đang ở ngoài đường, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây. Lưu ý quan sát đi qua cung đường có nhiều cây xanh, đề phòng gãy đổ bật gốc. Cách tốt nhất tìm ngay các căn nhà kiên cố để tránh trú. Và sau đây là dự báo một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, có mây, ngày nắng, chiều mai có thể có mưa rào và dông. Thị xã Đức Phổ, ít mây, ngày nắng, đêm mai có lúc có mưa rào. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông. Xin chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Đang chính vụ cá nam, vụ khai thác chính của năm. Người dân tích cực vươn khơi đánh bắt các loại cá nổi như cá nục, cá cơm, cá trích và mực. Tuy nhiên, thời tiết các vùng biển phía Nam đợt này lại không mấy thuận lợi. Dự báo, từ Bình Định vào đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai, mưa dông xảy ra nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nước biển là nguồn dẫn điện tốt hơn mặt đất, tàu thuyền nhô cao trên mặt nước nên rất dễ trở thành mục tiêu của sét đánh xuống. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi trời nổi cơn dông kèm sóng sét, bà con không nên làm việc bên ngoài mặt bon mà hãy di chuyển vào cabin, tránh xa các thiết bị điện, vật dụng bằng kim loại, ổ cắm điện. Nếu như bánh lái tàu bằng kim loại, quý vị hãy sử dụng găng tay cao su để lái tàu, không trực tiếp cầm vào bánh lái bằng kim loại. Nếu bà con khai thác ở vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi, dự báo trong đêm nay và ngày mai thời tiết khá tốt, gió nhẹ, biển êm, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Các vùng biển phía Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, dự báo trong đêm nay và ngày mai thời tiết tốt, ban ngày trời chủ đạo là nắng, gió ở đây không quá cấp 4, bà con có thể yên tâm vươn khơi. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Sang đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 9, khu vực này có mưa nhiều hơn và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội có mây, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, mưa dông về chiều tối, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.